Thơ sinh nhắc riêng cho các tuổi Dần, Ngọ, Mẹo, Dậu, Mùi, Thìn, Tỵ. Dù các bạn có tốt cách mấy, có vì người khác mà hết lòng hết dạ đi chăng nữa, thì ở những ngày tháng cuối năm này, các bạn không bao giờ tránh khỏi người khác đang đặt điều thị phi, nói xấu sau lưng mình. Tiểu nhân thì âm thầm lặng lẽ muốn các bạn đi vào ngõ cụt đen tối của cuộc đời. Nhưng các bạn đừng bận tâm, đừng bận lòng, hãy bình thản mà sống, ngẩng cao đầu mà vươn. Hãy lấy đó làm động lực cho cuộc sống của mình. Vì cuộc đời của các bạn phải có thị phi, phải có sóng gió thì cuối năm mới có lộc lớn quay trở về. Càng bị thị phi, càng bị nói xấu, các bạn càng giàu lên mà thôi. Bởi vì họ không đủ trình với các bạn nên luôn phải đứng sau lưng để làm tiểu nhân. Cuối năm nay, những điều mà các bạn dự định sẽ được đạt thành, thành công, được cô thương tổ độ, nhờ bị nói xấu, nhờ bị thị phi mà các bạn thành công rực rỡ. Tiểu nhân mãi là tiểu nhân. Những con giáp này hãy xả vận xui tại đây và đón chờ thông điệp cho ngày tháng sắp tới.